chính là giám đốc điều hành để BBVT BB hôm nay đang được chăm sóc trẻ hóa da với bàn tay ảo thuật của bác sĩ thường trực tại BB. Chào chị Thanh Mai. À, chào cả nhà, chào em. Chị có thể một chút để em trò chuyện với em. À, cho chị mấy cái gương xem thử nhé. Wow. Như quý vị thấy á, là rõ ràng là cái chân mày của Mai bên đây khi mà được điều trị nửa mặt thì rõ ràng là nó cao hơn hẳn so với chân mày bên đây. Chắc là nhiều mắt thường mà không cần dùng bằng thước đo chúng ta cũng có thể thấy được. Và đặc biệt là Mai thấy cái mí mắt á, thì cái mí mắt bên đây nó cũng cao hơn so với cái mí mắt bên đây. Mặc dù là Mai năm nay thì cũng gọi là mọi người hay nói là U50 à, là dưới 50 tuổi là bốn mấy rồi. Nhưng mà Mai cũng chưa phải cắt mắt một lần nào, cũng chưa phải gọi là treo chân mày. Bởi vì Mai thường trực làm những công nghệ cao để tăng collagen, để săn chắc da. Chính vì vậy mà cái mí mắt của Mai nó cũng không có nỗi bị sụp lắm. Rồi đặc biệt là Mai thấy cái phần má bên đây, cái đường viền hàm cũng như là cái phần má bên đây nó gọn hơn rất là nhiều. Cái gương mặt có vẻ thon hơn so với lại cái phần mí bên đây, phần má bên đây. Và khi mà Mai rờ thì Mai thấy bên đây chắc hơn rất là nhiều so với lại cái phần má bên đây. Rất là khi mà mình rờ mình cũng cảm nhận được cái điều đó. Và mặc dù là thực sự ra Mai cũng làm rất là nhiều công nghệ, chứ không phải, và cũng là thường xuyên, không phải vì cây nhà lá vườn đâu. Mà thực sự là nếu như Mai không có điều hành BB Beauty, BB Thanh Mai, thì chắc chắn rằng Mai cũng sẽ tìm những cái nơi nào đó thật là uy tín và có những công nghệ tốt cũng như là bác sĩ tốt để có thể điều trị cho mình. Đúng rồi ha chị Mai. Như dường như em cảm thấy thì thời gian rất khó đẩy lùi sự trẻ đẹp của chị Mai nhỉ. Chị có thấy đây là lý do mà mở ra cho chị nhiều cơ hội mới trong công việc không ạ? Thực ra Mai đối với bản thân Mai thì chắc chắn là một người làm nghệ thuật thì cái bề ngoài nó rất là quan trọng để có thể gọi là được đứng lâu trong nghề, được quý vị khán giả chấp nhận. Bởi vì đương nhiên ngoài cái nếu làm MC thì ngoài cái khả năng chia sẻ thông tin rồi những cái kiến thức của mình thì mình cũng cần có một cái vẻ ngoài trau chuốt hơn, đó là cái cách mà chúng ta tôn trọng những người xung quanh và khán giả của mình. Thì Mai tin rằng đối với tất cả mọi người cũng vậy, làm trong ngành nghề nào dù cho là kinh doanh, với một gương mặt sáng tươi và thần thái tốt thì có phải là chúng ta sẽ có những cái thuận lợi hơn trong công việc, chúng ta có sự tự tin hơn, và chưa kể là lộc cũng đến chúng ta tốt hơn. Và ngay cả trong những chuyện mà ký kết hợp đồng đối tác đối với các doanh nhân thì chuyện đó cũng cảm thấy là suôn sẻ hơn. Còn đối với tất cả các chị em phụ nữ nói chung, bao giờ cũng vậy, phụ nữ là phải đẹp mà, nhưng chúng ta phải luôn đẹp dù cho bất cứ thời điểm nào, chúng ta ở cái tuổi nào, hoặc là chúng ta ở không gian nào, thì chúng ta cũng luôn mong muốn rằng mình có một cái vẻ tươm tất, đó là sự văn minh, cũng là tôn trọng bản thân mình và tôn trọng người khác. Chị có thể chia sẻ thêm trong thời gian mà chị vừa điều trị thì cảm nhận của chị lúc nào khi thiết bị máy móc có thể là được điều trị ngay trên mặt chị được không? Thực ra thì vì Mai cũng khá là quen thuộc với những công nghệ này nên Mai cũng không có cái chuyện mà khó chịu, bởi vì mình cũng biết mình sẽ điều trị như thế nào và bao nhiêu like, bao nhiêu shot hay là mức độ ra sao. Và mình cũng đã làm rất là nhiều lần rồi, nhưng mà thực ra mỗi một lần làm Mai lại vẫn luôn là ngạc nhiên, bởi vì cái sự gọi là hiệu quả của công nghệ đem lại. Như quý vị thấy, Mai cũng làm thường xuyên lắm, Mai không bỏ lơ lúc nào đâu. Nhưng mà rõ ràng là khi làm lần này thì mỗi lần làm lại hiệu quả một chút, chân mày lại cao hơn, mí mắt lại có vẻ rõ hơn, và không cần phải dán mí để mà có thể được cái mí, hai mí mà chúng ta vẫn mong muốn. Rồi cái V-line gương mặt của mình nó cũng thon gọn hơn. Thành ra là chính vì vậy mà Mai hầu như không bao giờ mới bỏ lỡ những cái thời điểm mà mình cần phải lập lại công nghệ theo đúng như liệu trình quốc tế mà Mai được học, cũng như là các tiến sĩ bác sĩ tại BBVT luôn theo sát khách hàng với cái liệu trình cụ thể. Dạ. Vậy em sẽ không làm phiền nhờ chị để tiếp tục điều nhờ bác sĩ điều trị khuôn mặt cho chị nữa ha. Nhưng mà trước khi để được trò chuyện trực tiếp thì chị có nhắn gửi gì với các bạn đang xem livestream nữa không ạ? Thực ra thì đương nhiên chắc chắn là mọi người cũng sẽ hay chia sẻ rằng là làm đẹp thì chi phí rất là cao. Thì Mai cũng phải nói là
đôi khi mình cũng mong mỏi làm sao mà những cái máy móc nó có cái giá mềm hơn này, rồi cái đầu tiếp thì vì mỗi lần điều trị mỗi người là một đầu tiếp khác nhau, mà đầu tiếp thật chính hãng thì giá không hề rẻ chút nào. Do đó là cái giá thành thì mặc dù là Việt Nam là một thị trường rẻ nhất, giá thành mềm nhất cùng với công nghệ hoàn toàn tương đương như quốc tế, là bởi vì chúng ta may mắn rằng ở Việt Nam, như bản thân tại thẩm viện của Mai thì được bạn bè ủng hộ nhiều, rồi chính bản thân Mai cũng là một người được mọi người tin tưởng, do đó cái phần chi phí quảng cáo thì Mai cũng coi như là hầu như là rất là ít, rồi những chi phí khác như là nhân sự thì cũng đỡ hơn so với các nước trên thế giới. Vì vậy dù là đầu tiếp giá thành máy móc tương đương nhưng mà những cái chi phí còn lại thì mềm hơn, và đó là cái giá thành gửi đến cho quý vị khách hàng rẻ nhất hơn rất là nhiều trên toàn thế giới. Nhưng mà cũng mong mỏi rằng là trong tương lai biết đâu những hãng quốc tế họ sẽ có những cái phương pháp, có những cái giải pháp làm sao đó để những đầu tiếp hay là những vật liệu mềm hơn nữa để có thể có một cái giá thành mềm hơn cho quý vị khán giả. Như vậy thì ai cũng được làm đẹp hết. Và Mai thì cũng có lời khuyên đối với tất cả các chị em rằng là nếu như chúng ta có điều kiện thì chúng ta hãy sử dụng những mỹ phẩm tốt, có thương hiệu, có gọi là có tên tuổi để an toàn cho sức khỏe của bản thân mình. Còn công nghệ cũng vậy, nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta sử dụng những công nghệ tốt, còn nếu không thì chẳng thà là cứ cà chua dưa leo cho lành. Chứ nếu như sử dụng kem pha, kem trộn hay là những máy móc nhái giả của Trung Quốc, Hàn Quốc tràn lan ở thị trường thì như vậy cũng ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là vẻ đẹp của mình, mà tiền mất tật mang nữa. Và xin chúc cho tất cả mọi người luôn hạnh phúc này, luôn luôn xinh đẹp này, và luôn luôn gặt hái được nhiều thành công. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem livestream cũng như là luôn luôn ủng hộ cho VBT, VB Thanh Mai.